Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký chiến trường ca. Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp. Tác giả Trần Ngọc Phú, cựu chiến binh Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, Đoàn Bộ binh Sông Lam. Tập 33. Lúc này công việc chính của cán bộ chiến sĩ dân địch vận, tôi nói với mấy đồng chí phiên dịch truyền đạt với anh em trong đội công tác bản, dùng loa kêu gọi nhân dân bình tĩnh, không nên để địch lôi kéo, theo chúng mà hãy yên tâm quay về quê cũ. Cả những ai là lính Pol Pot cũng nên quay về với chính quyền cách mạng, cứu nước Campuchia. Khi về quê, phải báo với chính quyền địa phương biết. Rất nhanh, Sa Trơn bắc loa kêu gọi, giọng chắc nịch, anh mở đầu. Ây lao nỉ ta tâu, bờ do chia chú on, Campuchia, nâng tức đây Campuchia, ban dùm đó tang sơ rong. Nghĩa là, từ bây giờ trở đi, đất nước Campuchia đã được giải phóng. Tiếng loa mỗi lúc một vang hơn, cảm xúc đang dâng trào trong người chiến sĩ Sa Trơn khi nói tới Campuchia giải phóng. Thoáng thấy những ánh mắt của đoàn người có vẻ đỡ căng thẳng hơn. Rồi tiếng người cùng cười nói, có tiếng reo vang, niềm vui thoát khỏi họa diệt chủng. Nhiều người chắp tay vái lạy về hướng đoàn quân tình nguyện Việt Nam và các chiến sĩ cách mạng Campuchia. Rồi mọi người ở nơi khác vừa đến cũng vui theo. Niềm vui lan tỏa theo dòng người. Tất cả mọi người nhảy cẫng lên, vỗ tay rồi hô to, hoan hô Việt Nam, Việt Nam Campuchia Samaki. Ôi, khẩu hiệu Việt Nam Campuchia đoàn kết đã được khơi dậy từ chính người dân Campuchia. Tôi hiểu ra tình cảm cao quý của nhân dân khi được giải phóng. Đằng đông hướng Việt Nam, mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày. Không phải như mọi ngày, mà hôm nay một ngày mới, một kỷ nguyên mới đã đến. Niềm vui đầu tiên của những người dân là được tự do, được hưởng niềm vui, nụ cười hạnh phúc đầu tiên của hòa bình. Bình minh lên, báo hiệu sự hồi sinh của đất nước, của dân tộc Khmer anh em, được chứng kiến niềm vui òa ập đến. Sao nước mắt của chúng tôi, những người lính tình nguyện Việt Nam, trào ra chảy dài trên má. Các chiến sĩ giải thêm một số truyền đơn của mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia. Mọi người tranh nhau vồ lấy đọc, rồi truyền cho nhau, có người cất vào túi áo. Đoàn xe chúng tôi lại tăng ga, lao về phía trước. Nơi đó còn bóng quân thù chắn những con đường, hòng ngăn chặn bước chân đoàn quân giải phóng. Đã nhiều năm rồi, tôi vẫn tự hỏi, phải chăng đây là tiếng loa phát thanh đầu tiên, sớm nhất báo tin chiến thắng, báo tin đất nước Campuchia đã được giải phóng. Đất nước và dân tộc Khmer đã được hồi sinh. Mặc dù quân đội, các lực lượng cách mạng bạn cùng các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam chưa tiến tới Phnom Penh. Khoảng 8 giờ sáng, mũi tiến công của Trung đoàn 273 đã tới bến phà Nước Lương. Mục tiêu hai trung đoàn đảm nhiệm đã được giải phóng. Cho đến giờ phút này, có thể khẳng định toàn bộ vùng đất phía đông sông Tôn Lê Sáp của đất nước Campuchia đã được hoàn toàn giải phóng. Bến phà Nước Lương sáng nay tấp nập, nhộn nhịp với những đoàn quân, đoàn xe đủ các binh chủng. Hàng vạn chiến sĩ bộ binh của bạn và của quân tình nguyện Việt Nam, gồm Sư đoàn 7, Sư đoàn 341, Sư đoàn 9, Sư đoàn 2, cùng các lực lượng phối thuộc khác của quân khu 7 đang tập kết tại khu vực này đợi vượt sông. Lực lượng hải quân của ta, đoàn 962 đã tiến đánh từ hướng Việt Nam dọc sông Tôn Lê Sáp tới đây. Đúng theo hợp đồng, trung đoàn 14 của sư đoàn 7 vượt sông đánh chiếm đầu bến phía Nam từ chiều ngày mùng 6. Đã có đơn vị giữ chốt tại bên đó đợi đại quân đến. Việc sư đoàn 7 cùng bộ đội hải quân đánh chiếm được bờ tây sông Tôn Lê Sáp tại bến phà Nước Lương là một thắng lợi lớn của thế trận chiến dịch. Tuyến phòng ngự phía tây sông Tôn Lê Sáp bị vỡ, có nghĩa là cánh cửa phía đông của thủ đô Phnom Penh đã được mở. Đoạn đường số 1 từ phà Nước Lương tới thủ đô Phnom Penh là đường độc đạo, ngoài đường trục 1 là cao, còn hai bên đường là sình lầy, kênh rạch, không tiện cho việc phòng thủ. Với thế lực của chúng ta, với sức mạnh đột kích hùng hậu của tăng thiết giáp cùng với các sư đoàn bộ binh tinh nhuệ thì không thể có phòng tuyến nào ngăn được. Tiến đánh giải phóng Phnom Penh
giờ đây có thể tính từng giờ, phải hành động thật khẩn trương, không thể cho địch được hoàn hồn, không để cho chúng kịp lập hệ thống phòng thủ nào, phải thần tốc, phải táo bạo, phải mãnh liệt. Phó tư lệnh quân đoàn Bùi Cát Vũ ra lệnh toàn bộ sư đoàn 7 và trung đoàn 273 của sư đoàn 341 nhanh chóng tổ chức vượt sông. Lúc này là 8 giờ sáng, ngày 7 tháng 1 năm 1979, cuộc đổ bộ vượt sông lớn nhất, mạnh nhất, tập hợp nhiều binh chủng hợp thành của quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng cách mạng cứu nước Campuchia bắt đầu. Đơn vị hải quân thuộc đoàn 962 với các tàu há mồm, lúc này cũng đã kèm được 2 chiếc phà lớn tới tham gia chở quân vượt sông. Nhìn chiếc phà to lớn cồng kềnh, trên nóc tàu được trang bị mấy dàn tên lửa Katyusha và một số đồng chí hải quân với trang phục lính biển đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thật oai hùng. Nghe nói các anh cơ động về đây cũng đã nhiều lần phóng đạn tiêu diệt các chốt phòng thủ hai bên sông. Dòng Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua 6 nước, khi đổ tới địa phận Campuchia gọi là sông Tôn Lê Sáp. Tôn Lê Sáp thật rộng lớn. Năm trước trong lần đi cơ động giải vây thị xã Hà Tiên, toàn đội hình hành quân đêm bằng những chiếc tàu nhỏ của dân trên dòng sông Hậu. Dòng Tiền Giang, Hậu Giang cũng bắt nguồn từ Mekong. Mekong đổ vào đất Nam Bộ chúng ta với 9 nhánh, 9 con sông đổ vào Nam Bộ nên còn gọi là Cửu Long Giang. Ngày đơn vị tôi hành tiến trên sông Hậu rộng lớn, những con sóng lừng lững bốc cao như sóng biển. Có lúc tôi đã giật mình khi hai con tàu suýt đụng nhau. Hôm nay vượt những con sông nước bạn rộng lớn cỡ như sông Tiền, sông Hậu của Việt Nam, thú vị biết bao. Sông rộng làm cho tôi cùng nhiều anh em choáng ngợp, thoáng chút lo ngại trước sự to lớn, hùng vĩ của sông. Nhưng những suy nghĩ chỉ thoáng qua, nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề, song mỗi người lại trào thêm niềm vui cùng sự hào hứng khó tả. Khi nghĩ đến cái đích của Phnom Penh giống như đích đến của Sài Gòn năm 1975 trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do thống nhất đất nước. Giờ đây điểm đến là thủ đô Phnom Penh, đầu não của tập đoàn phản động Pol Pot, Ieng Sary đang ở đó. Phải nhanh tiến công vào sào huyệt của chúng, tiêu diệt bọn đầu sỏ dã man độc ác, cứu giúp cách mạng và nhân dân Campuchia. Nhiệm vụ ấy rất nặng nề, song ý nghĩa thật to lớn. Vinh dự và trách nhiệm này là của lực lượng cách mạng đang còn non trẻ của bạn cùng các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Hàng vạn chiến sĩ cùng các loại trang bị, vũ khí, khí tài đã vượt sông. Giờ đây xe tăng, xe thiết giáp được mở đường đi trước, tiếp đến là các đoàn xe chở bộ binh, xe pháo các loại nối đuôi nhau. Dòng xe đi cuồn cuộn như thác chảy, như lũ trào, tất cả nhằm hướng Phnom Penh lao tới. Khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 1, lực lượng trinh sát không quân trên máy bay trinh sát L-19 báo tin có hàng trăm xe kéo pháo, xe thiết giáp của địch chạy về hướng Phnom Penh. Bộ Tư lệnh Liên quân nhận định, trước sự tấn công như vũ bão của ta, bọn Pol Pot không thể kháng cự lại tuyến phòng thủ bờ Tây sông Mekong, nên chúng đã tính đánh bài chuồn để bảo toàn lực lượng. Chúng mới chạy, như vậy là chúng cũng không kịp chôn mìn, đào hào hay phá cầu cản bước tiến công của ta. Bộ Tư lệnh Liên quân ra lệnh cho các lực lượng nhanh chóng xốc lại đội hình, thần tốc tiến công, chiếm lĩnh các mục tiêu quy định, giải phóng các vùng đất, đưa nhân dân ra khỏi các trại tập trung, trở về Phum, Sóc, quê hương của họ. Sau khi các đơn vị cơ bản của sư đoàn 7 đắp qua sông, trung đoàn 273 của sư đoàn 341 cũng vượt sông rất nhanh. Trung đoàn trưởng Trần Măng đang cho điều chỉnh sắp xếp lại đội hình hành tiến thì được lệnh của sư đoàn phó 10 thứ giao nhiệm vụ như sau. Trung đoàn 273 tiến bám sát sư đoàn 7, tiến đánh vào thủ đô Phnom Penh. Mục tiêu 1 là giải phóng nơi lính Pol Pot đang chiếm ở khu các đoàn ngoại giao quốc tế. Giải phóng xong giao cho bạn để hành tiến tiếp. Mục tiêu 2 là đánh chiếm sân vận động quốc gia Olympic, sau đó phát triển sang trái, bắt liên lạc phối hợp với sư đoàn 7. Đội hình sư đoàn 7 không biết đã đi hết chưa. Lúc này chỉ có đường số 1, đường độc đạo tiến vào thủ đô Phnom Penh,
nên các đơn vị hành tiến chồng chéo, lẫn lộn vào nhau. Sau khi đã điều chỉnh xong đội hình, trung đoàn trưởng Trần Măng ra lệnh: tất cả lên xe tiến công. Những chiếc xe tăng T-54, xe tăng T-59, xe bọc thép M-113 rú vang trồm lên, dũng mãnh lao về phía trước mở đường. Khói bụi mù mịt trong nắng chói chang, tiếng xích sắt nghiến ken két xuống mặt đường. Những người hành quân qua vùng sình lầy, đường đất gồ ghề nên tốc độ không cao. Giờ đây là mặt đường nhựa, tuy rằng có chỗ pháo nổ thành vũng sâu nhưng cũng đã là thuận lợi cho việc hành tiến. Đoàn xe như mãnh hổ bị kìm chân lâu ngày, giờ đây được lệnh tiến công phóng nhanh. Các chiến sĩ lái nhấn hết ga, cho xe lao hết tốc độ, khiến bộ binh ngồi trên xe cũng rất vất vả, vì cũng phải bám níu chắc vào xe để không bị văng xuống. Trong khi một tay bám vào xe, một tay cũng phải trong tư thế cầm súng, sẵn sàng chiến đấu, rất vất vả. Những lá cờ nhỏ trên các xe thổi bay phần phật, mọi người bừng bừng khí thế tiến công. Hai bên đường vào Phnom Penh rải rác có những trận địa pháo 130 ly, 122 ly, 85 ly còn đó. Những hòm đạn còn xếp nhưng không có dáng tên Pol Pot nào. Thi thoảng một vài cái xác nằm vắt bên đường, có khẩu pháo đã móc vào sau xe xích. Xe còn nổ máy mà không có người lái. Cũng thấy những xe Hồng Hà chở đạn hoặc xe Bắc Kinh loại xe chỉ huy đầu cắm chúi xuống ruộng, cần anten dài vút, đung đưa thật ngộ nghĩnh. Các loại súng bộ binh cùng các trang thiết bị chiến tranh vật bừa bãi, ngổn ngang, cho thấy cuộc rút chạy rất lộn xộn mới đây của quân Khmer Đỏ. Trên đường lại bắt gặp từng đoàn người dân Campuchia, già trẻ, trai gái, gầy gò, rách rưới, đi ngược hướng tiến của đại quân. Họ chắp tay vái lại đoàn quân với nụ cười còn gượng gạo, hé nở trên môi. Đường vào Phnom Penh không có rực ánh cờ sao như lúc đại quân năm 1975 tiến vào Sài Gòn. Ngoài những lá cờ năm ngọn tháp của quân đội cách mạng Campuchia và quốc kỳ cờ đỏ sao vàng của các đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam, song có những bàn tay vẫy, nụ cười mới hé cùng ánh mắt trìu mến của đoàn người mới được từ cõi chết trở về, bắt đầu được hồi sinh. Sa Trơn lại phát loa báo tin đất nước giải phóng, kêu gọi nhân dân nhanh chóng trở về xây dựng quê hương. Cùng những tờ truyền đơn của chính phủ cách mạng cứu nước Campuchia được phân phát cho nhân dân, mọi người xuống lấy xem. Người biết chữ đọc cho người chưa biết chữ nghe, tiếng cười nói vui mừng cất lên. Niềm vui của người được giải phóng lan tỏa rất nhanh. Chia tay nhân dân vừa được giải phóng, đoàn quân tình nguyện nhanh chóng triển khai đánh hành tiến. Khoảng 2 giờ, trung đoàn 273 đã cận kề Phnom Penh thì bất ngờ gặp một chốt gác chặn ngang đường, ngăn không cho trung đoàn tiến lên. Đoàn quân dừng lại, các đồng chí tác chiến trung đoàn lên hỏi tình hình thì được biết đây là chốt giữ của sư đoàn 7 mới lập nên, với lý do các lực lượng sư đoàn 7 đang gặp địch, đang chiến đấu bên trong thành phố. Để tránh bị lẫn quân ta và quân địch, đề nghị trung đoàn 273 tạm dừng lại đấy. Sau khi sư đoàn 7 giải quyết xong một số ổ đề kháng thì sư đoàn 341 sẽ lại tiếp tục tiến công. Nghe các đồng chí sư đoàn 7 nói tình hình như vậy cũng có lý, vì theo lệnh của quân đoàn, ban đầu là trung đoàn 273 tiến sau đội hình sư đoàn 7. Cùng với thái độ cương quyết của các lực lượng chốt giữ, đoàn quân của trung đoàn 273, sư đoàn 341 phải dừng lại. Bộ đội xuống xe, tản ra hai bên đường trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đợi lệnh của chỉ huy. Phía trước tiếng súng thưa vẫn đang vọng lại. Nắng chan hòa, đường vào Phnom Penh vắng bóng nhân dân. 3 năm trước, tập đoàn phản bội Pol Pot đuổi dân ra đồng, vào rừng, hàng ngàn, hàng triệu người bị giết hại. Thủ đô vắng bóng dân nên khung cảnh tan hoang, rùng rợn. Phía trước đã không còn tiếng súng, nhưng lực lượng chốt chặn ở trạm gác sư đoàn 7 vẫn không cho đoàn quân qua. Trong khi điện sư đoàn vẫn thúc là trung đoàn 273 phải tiến nhanh, đánh chiếm ngay các mục tiêu như đã được giao. Trung đoàn trưởng Trần Măng và chính ủy Diệp Xuân Ánh có lẽ là người nóng ruột nhất. Ông điện về báo cáo tình hình với sư đoàn. Mới đầu ban chỉ huy sư đoàn cũng chấp nhận tạm dừng, xốc lại lực lượng,
đợi đơn vị bạn giải quyết xong các mục tiêu chốt chặn của địch đã. Chờ đợi đã quá lâu, 30 phút rồi 1 giờ, sốt cả ruột vì dừng chân sẽ diễn ra nhiều bất trắc. Trung đoàn trưởng Trần Măng trực tiếp lên kiểm tra tình hình trạm gác, chốt cản đường và đã rất giận dữ vì phát hiện ra một trạm gác ngang nhiên cản đường hành tiến của trung đoàn. Hỏi ra mới biết trạm này của sư đoàn 7. Tại sao lại có trạm cản đường? Chẳng lẽ đây là mưu mô vặt vãnh của cá nhân nào đó dành để họ lập thành tích sao? Làm chậm trễ sức tiến công, bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt địch, giải phóng đất nước là có tội với nhân dân bạn. Nghĩ thế, trung đoàn trưởng Măng điện báo xin ý kiến của sư đoàn để xử lý. Lập tức chỉ huy sư đoàn ra lệnh cần dẹp ngay trạm cản đường vô lý, không được chậm trễ, để tiến công mạnh mẽ vào mục tiêu phía trước. Lệnh lên xe tiến công. Những chiếc xe không khác gì những con tuấn mã đang phi nước đại lao lên phía trước, bỗng bị ghim cương dừng lại. Sức nén của sự chờ đợi đã quá căng thẳng. Đoàn xe chồm lên, bất tuân lệnh vô lý của trạm gác, thẳng tiến vào Phnom Penh. Lúc này đã gần 13 giờ ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, chiếc tăng T-54 dẫn đầu mũi tiến công của trung đoàn 273 vượt qua cầu Mon Ni Vong vào Phnom Penh. Thủ đô Phnom Penh đây ư? Thủ phủ của bọn đầu não Pol Pot, Yeng Sary đây ư? Không có một phát súng bắn trả, không có bóng một tên lính Pol Pot nào. Những quân trang quân dụng của bọn chúng vật ngổn ngang đầy đường. Những cung điện nguy nga tráng lệ, những chùa vàng chùa bạc đâu rồi? Những căn nhà, những dãy phố với những kiến trúc đặc trưng của đất nước chùa tháp nói lên đã có một thời hưng thịnh, nhiều năm hưng thịnh sầm uất, đông vui bên bờ Tông Lê Sáp, giờ đây vắng tanh vắng ngắt với những tòa nhà rêu phong im lìm như một thành phố chết. Thủ đô giờ đây không một bóng người dân. Những cư dân của thành phố đã bị bọn Pol Pot lùa hết lên rừng đi xây dựng cái gọi là công xã. Không chợ, không tiền, không trường học, không bệnh viện, không chùa chiền. Tôi cùng các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam từ trong trái tim như muốn kêu lên thật to: hỡi những cư dân thủ đô Phnom Penh, chúng tôi đã tới đây, đã đánh đổ bè lũ khát máu độc ác Pol Pot, Yeng Sary, cứu giúp dân tộc Khmer khỏi họa diệt chủng. Các bạn ở đâu cả rồi? Ai còn? Ai đã chết dưới lưỡi đao búa của bọn Pol Pot khát máu, mất hết tính người này? Không một tiếng vọng trả lời, chỉ có gió, gió lay động các cành cây như những linh hồn oan khuất đang kêu gào. Dòng Tông Lê Sáp ngầu đỏ, cuồn cuộn chảy như tiếng kêu than giận dữ, tố cáo tội ác bọn đao phủ, bọn dã thú đội lốt người của tập đoàn Pol Pot, Yeng Sary, Khieu Samphon khát máu, man rợ. Các đơn vị của sư đoàn 7 đã giải phóng khu vực Hoàng Cung và một số nơi khác. Trung đoàn 273 tới khu vực sân vận động Olympic, rồi phát triển theo đại lộ Mon Ni Vong, tiến đến khu vực Đài Độc Lập, khu vực bộ tổng tham mưu của Pol Pot. Nơi đây là hợp điểm của các cánh quân ta và các đơn vị quân đội cách mạng Campuchia. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, vào lúc 11 giờ 30 phút, thủ đô Phnom Penh đã hoàn toàn giải phóng. Lá cờ năm ngọn tháp của mặt trận dân tộc giải phóng cứu nước Campuchia tung bay phần phật trên đỉnh cột cờ của Hoàng Cung, báo hiệu chiến thắng to lớn, cách mạng chân chính Campuchia đã thành công. Lá cờ là biểu trưng của khát vọng tự do, là nguồn sống của nhân dân đất nước chùa tháp và là lời tuyên bố đanh thép rằng chế độ diệt chủng Pol Pot, Yeng Sary, kẻ sát nhân tàn bạo nhất trong lịch sử đất nước Campuchia đã bị lật đổ. Từ đây nhân dân Campuchia được sống trong hòa bình để xây dựng đất nước. Lá cờ cũng là biểu tượng của chính nghĩa. Trên đường tiến công địch, giải phóng các địa bàn khác, ở đâu trung đoàn 273 cũng đều cắm cờ năm ngọn tháp của mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia lên đỉnh cao nhất ở đó. Đó là cột cờ sân vận động Olympic, Đài Độc Lập. Chúng ta biết rằng trên đường tới những cột mốc cờ ấy có biết bao cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 273 đã anh dũng hy sinh. Máu các anh đã tô thắm ngọn cờ nước bạn và tình hữu nghị vô giá Việt Nam Campuchia. Nhân dân bắt đầu lác đác trở về qua thành phố,
trên các đường phố chết bây giờ đã hồi sinh, tuy còn ngổn ngang rắc rưởi do bè lũ diệt chủng để lại. Những thứ quân trang quân dụng của lính địch vứt ngổn ngang. Phục hồi một thành phố bỏ hoang 3 năm chắc phải lâu lắm. Tôi nghĩ vậy và lòng đau nhói. Trong các thứ tội với loài người thì tội diệt chủng là tội nặng nhất. Có lúc chúng tôi đến nhà máy sản xuất thuốc lá, nơi đây lính Pol Pot đã lục phá vì số lượng thuốc quá nhiều nên chúng vứt bừa ra đầy đường. Chiều muộn chúng tôi hành quân vòng về gần khu vực vòng xoay đầu cầu của Môn Ni Vông. Trung đoàn bộ dừng chân ở tại một dãy nhà 3 tầng. Từ đầu giờ chiều đã có nhiều đơn vị tiến vào thành phố, nhưng giờ đây khi gần tối, mỗi đơn vị được giao dừng chân ở một nơi để làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố. Địch đã tan rã, chạy giạt lên phía tây. Thành phố trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng nổ nhỏ từ xa vọng lại. Chiều tối, gió từ sông thổi đến mát lạnh, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Thành phố vẫn im lặng. Lúc này mọi người như thấy thành phố lớn rộng hơn, trong khi thấy mình như nhỏ bé lại. Cán bộ chiến sĩ ban năm của trung đoàn đã kịp nấu ăn cho toàn trung đoàn bộ. Lúc này đã là cuối chiều, chúng tôi đang ăn cơm, bỗng nghe mấy loạt súng rộ lên bắn về phía trung đoàn bộ. Tất cả vồ lấy súng, lắng nghe diễn biến tiếp để hành động. Nhưng cũng chỉ có mấy loạt AK đấy. Có lẽ anh em ta phát hiện gì đó nên nổ súng. Nhưng khoảng 10 phút sau, một chiến sĩ chạy lại chỗ đại đội trinh sát, mặt cắt không còn giọt máu, hồn hề nói: "Xe chở thủ trưởng Khánh bị phục rồi." Mọi người vây lại. Được biết trung tá Phan Khánh, trưởng phòng hậu cần sư đoàn, cùng đại úy Yến, trợ lý tuyên huấn sư đoàn, cùng một chiến sĩ đi xe dép vượt lên tưởng trung đoàn 273 đã ở đó. Xe đang chạy thì thấy bóng áo đen, chưa kịp xử lý đã bị chúng bắn mấy loạt vào xe. Anh Phan Khánh, anh Yến trúng đạn địch phục kích. Trước tình huống ấy, đồng chí lái xe quay xe lại, nhưng cù quá gấp nên xe bị lật. Lái xe bật ra lộn mấy vòng rồi chạy về đây. Vị trí xe bị phục cách đây chừng một cây số. Tình huống xảy ra thật bất ngờ. Trung đoàn lệnh cho đại đội trinh sát cùng hai đại đội của tiểu đoàn 1 đánh lên ứng cứu. Trời đã nhập nhoạng tối, anh em vận động lên. Gặp xe đang nằm nghiêng giữa đường, ba người nằm gục, vắt vẻo các hướng, máu loang thành vũng nơi xe đổ, một bộ phận ở lại vị trí xe, còn tất cả phát triển liên tiếp. Nhưng thật kỳ lạ, không thấy bóng thằng địch nào, không có bóng một người dân nào, không có phát đạn nào, loạt đạn nào bắn nữa. Đau lòng nhất là cả ba đồng chí đã hy sinh. Chúng tôi đang vui mừng vì suốt dọc đường chiến dịch, đơn vị đánh hành tiến, vượt qua nhiều trở ngại nhưng không người nào hy sinh. Vậy mà bây giờ, buổi tối ngày 7 tháng 1 lại có sự vụ đáng tiếc này. Mọi người cảm thấy điều gì hơi rần rận. Ai nấy kiểm tra lại súng đạn, sẵn sàng chiến đấu trong đêm nay. Đêm đầu tiên nghỉ ở thủ đô Phnom Penh vừa giải phóng, lòng chúng tôi trộn rộn vui mừng, xen lẫn lo lắng. Khoảng 7 giờ tối, ban chính trị vào một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu tính chốt lại. Tôi rủ anh Phạm Ngọc Dũng, trợ lý quân lực trung đoàn, ra đằng sau nhà, nơi có bãi đất trồng chuối để đi vệ sinh. Tối mò, đèn đóm không có, hai chúng tôi tính khoét hố mèo. Trời tối om, nhìn cái gì giờ đây cũng giống hình người, cũng thấy nguy hiểm. Bỗng tôi phát hiện những quả đạn đỏ lừ từ xa đang bay hình vòng cung rất nhanh về phía chúng tôi. Tôi hét to: "Anh Dũng, đạn pháo!" Tôi với tay xách súng chạy vội vào trong nhà. Vừa vào được nhà, những trái đạn 37 ly nổ oanh oanh. Dây chuyền tóe lửa, mảnh đạn bay rào rào ngay gần chỗ chúng tôi, rồi thêm nhiều loạt đạn bay thẳng đến. Thật hú vía. Thế rồi anh em chúng tôi nhanh chóng phân công nhau canh gác. Rất mệt, nhưng có ai là dám ngủ say. Mọi người chỉ mong cho trời nhanh sáng. Về phía bọn phản động Pol Pot Ieng Sary, chúng đã tháo chạy ngày 6 tháng 1, ngay khi các đơn vị liên quân hành tiến đánh tan lớp phòng ngự vòng ngoài của chúng. Pol Pot đã cho nhiều đơn vị dự bị rút lên phía tây. Pol Pot hung hăng nói: "Rút vào rừng, tiến hành cuộc chiến tranh du kích trường kỳ chống lại Việt Nam và sẽ chiến thắng Việt Nam
sau khoảng 100 năm nữa. Chúng còn tính một cách ngây thơ, ngông cuồng rằng cứ một lính Pol Pot giết 20 bộ đội Việt Nam thì khoảng 100 năm nữa nước Việt Nam sẽ bị Pol Pot thôn tính. Sau này theo hồi ký, quốc vương Sihanouk cho biết trưa ngày 6 tháng 1 năm 1979, Pol Pot cho lính dẫn quốc vương Sihanouk đang bị giam lỏng từ khu vực Hoàng Cung đến làm việc. Nhưng chúng đưa quốc vương ra sân bay để bay sang Trung Quốc với dự định mượn tiếng nói của quốc vương Norodom Sihanouk diễn đàn Liên Hợp Quốc họp ngày 8 tháng 1 năm 1979. Nhưng theo hồi ký của mình, quốc vương Sihanouk đã tố cáo tội ác tày trời của bè lũ Pol Pot giết hại hàng triệu người, trong đó có 5 người con của quốc vương, trước hàng trăm nhà báo các nước phương Tây ở Bắc Kinh. Cuộc họp báo kéo dài 8 giờ vì các nhà báo đã liên tục hỏi quốc vương về tình hình Campuchia vì 3 năm thế giới bị bưng bít thông tin. Nhờ các hãng thông tấn lớn mà mấy ngày sau toàn thế giới hiểu rõ thêm tội diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, Ieng Sajie, Khieu Samphon, cũng như sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam. Đó là sự giúp đỡ cấp bách, vô tư, cần thiết để cứu nhân dân Campuchia khỏi diệt chủng. Cùng với những âm mưu, thủ đoạn về ngoại giao, trưa hôm ấy tại Phnom Penh, Bộ Tổng Chỉ huy Pol Pot ra lệnh tiêu hủy tài liệu. Chúng hòng phi tang toàn bộ chứng tích tội ác của chế độ diệt chủng. Chúng vội vàng rút chạy bằng đủ các phương tiện theo đường 5, đường 6 lên phía biên giới tiếp giáp Thái Lan. Trong cuộc rút chạy hôm đó, có cả Ieng Sajie, Khieu Samphon và toàn bộ bọn cầm đầu của cách gọi là Campuchia Dân Chủ. Trước khi tháo chạy sang đất Thái Lan, bọn cầm đầu diệt chủng đã chạy sang đó. Chúng ta cũng biết tin, trước khi tháo chạy, bọn cầm đầu đã lệnh cho đám lính áo đen nhanh chóng tản ra các vùng đất xa xôi, hiểm trở để bảo toàn lực lượng để chống phá cách mạng Campuchia chân chính, phục hồi chế độ diệt chủng của chúng. Song cái mốc lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979 mà mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã đánh đổ chế độ độc tài, khát máu, diệt chủng phản động Pol Pot, Ieng Sajie mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Từ đây đất nước Chùa Tháp đã có chính quyền mới, đó là chính quyền của nhân dân. Nhưng thắng lợi này chưa triệt để toàn diện vì bọn cầm đầu và lực lượng quân đội Pol Pot chưa bị tiêu diệt hết. Chúng đã chạy vào rừng, bọn đầu sỏ đã có âm mưu chạy sang cư trú ở đất Thái Lan từ trước. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Liên quân Campuchia Việt Nam quyết định chỉ đạo các lực lượng vũ trang của ta và bạn trên chiến trường Campuchia phải tiếp tục triển khai ngay nhiệm vụ chiến đấu, kiên quyết truy quét bọn tàn binh địch, không cho chúng tập hợp tổ chức lại, củng cố xây dựng căn cứ để tiến hành chống phá cách mạng, đồng thời tấn công vào rừng, truy diệt Pol Pot. Những khu vực đông dân đang tập trung bị chúng lùa vào đó. Nhiệm vụ cấp bách của quân tình nguyện là cứu giúp dân, giải phóng dân. Các đơn vị đang đứng chân phía sau phải nâng cao cảnh giác, ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được chính sách nhất quán của mặt trận cứu nước Campuchia. Từ đó nhân dân phát hiện những phần tử Pol Pot khát máu trà trộn trong dân, báo cho chính quyền xử lý. Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là xây dựng chính quyền mới của nhân dân, các lực lượng vũ trang dân quân tự vệ và các tổ chức quần chúng khác. Thế rồi đêm đầu tiên tại thủ đô và Phnom Penh đã đi qua, một đêm vui mừng trong sự căng thẳng của sự cảnh giác. Trời đã sáng, mọi người đều cảm thấy khoan khoái. Anh em ban năm rất nhanh phục vụ cho cơ quan trung đoàn bữa sáng. Bình minh chiếu rọi, gió nhẹ nhẹ thổi, một ngày mới thực sự bắt đầu. Ban chính trị trung đoàn tổ chức giao ban thông báo về tình hình và nhiệm vụ mới của trung đoàn. Theo đó, trung đoàn 273 vẫn dừng chân tại vị trí. Các tiểu đoàn được điều chỉnh lại đội hình, phải có nhiệm vụ lùng sục kiểm tra, tìm những tên Pol Pot còn lẩn trốn, yêu cầu phải làm tốt công tác dân vận, phải bảo vệ tài sản của dân, của bạn, không được lấy hay thu những tài sản đang có tại thành phố khi chưa có lệnh. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là bảo vệ cho đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tổng Tham mưu,
cùng cơ quan tác chiến sẽ đến bằng máy bay trực thăng để thị sát tình hình thủ đô Phnom Penh. Sau khi đoàn quân tình nguyện tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Penh, tình hình chiến trường sẽ diễn ra và thay đổi như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp ở tập sau. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.